Chào các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái bộ đồ nghề nhỏ gọn, tiện dụng và giá cũng rất là rẻ, gần như ai cũng có thể mua được. Sinh viên, học sinh hoặc là công nhân, nông dân đều có thể sắm được. Thì cái bộ đồ nghề này mình dùng từ năm 2008 các bạn nhé. Hồi mình còn là sinh viên, mình đi làm thêm cho một công ty máy tính và lúc đó thì nó chưa hoàn thiện như bây giờ. Lúc đấy nó còn cồng kềnh, nó có một cái cặp, một cái bộ đĩa, rồi theo năm tháng mình cứ thay đổi dần dần, có những thứ nó đã hỏng mình bỏ đi và có những thứ mình mua thêm, nhưng tất cả đều phải theo tiêu chí là rẻ và tiện gọn. Ok, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Đầu tiên là cái vỏ nó đây bạn này, cái vỏ này là mình mua ở trên Shopee nhé, mình mua có 25.000 thôi, ở một cái shop có tên là Ánh Hào Quang Xứ Huế. Các anh thì bán rất nhiều đồ lặt vặt thì mình thấy rất là hay. Thì cái vỏ này nó có 24 ngăn bé các bạn ạ, từng ngăn nhỏ một, mỗi một ngăn nhỏ nó được ngăn bởi một cái thanh như thế này, thì có thể rút ra rút vào để thay đổi kích thước của ngăn được. Thì mình đã bỏ đi một số cái ngăn, cái thanh chia để tạo ra cái khoảng ngăn phù hợp với cái đồ của mình. Các bạn cũng có thể tùy chỉnh kích thước của theo ý của các bạn. Thì cái thanh nó rất là lỏng, thì mình khi mình muốn cố định thì mình keo nến mình gắn lại. Thì đây mình sẽ chia sẻ các bạn từng cái linh kiện mình dùng nữa dùng nhé. Đầu tiên là cái bộ tua vít này, cái bộ này thì mình để mình tháo laptop rồi máy bàn giữ được hết này. Thì các bạn chú ý nhé, cái bộ tua vít này nó rẻ thôi, nó chỉ 45.000 thôi, nhưng khi bạn mua các bạn phải để ý là cái đầu của nó này, nó phải có ren vặn bằng sắt như này đấy, thì nó giữ cái vít của bạn rất là chắc chắn đấy. Tháo ra này, đây nó có cái ngạnh này, bạn nhìn nó có ngạnh bằng sắt này đấy, khi bạn đút cái vít có ngạnh này vào đấy, xong các bạn lắp cái này vào nó rất là chắc chắn. Trên thị trường nó có nhiều cái loại nó cũng gần bằng tiền con này, khoảng 35-25 nghìn, nhưng mà cái cổ của nó bằng nhựa, nó rất dễ bị gãy. Cái này mình dùng từ năm 2013 các bạn nhé, đến bây giờ là 9 năm rồi mà vẫn chưa bị hỏng, rất là chắc chắn luôn. Cái đầu nó bằng thép rất là bền, giá chỉ 45.000 thôi. Các bạn đừng có tiếc mua cái loại 25-35 nghìn mà cổ nhựa nhé, rất nhanh hỏng đấy. Thì cái này nó có 25 cái đầu như này cơ. Đấy, đầu của nó thì có cả là lục giác, rồi bốn cạnh, rồi ngũ giác, đầy đủ hết. Nhưng mình chỉ hay dùng cái tứ giác này thôi, cái bốn cạnh thôi, với lại cái hai cạnh để mình mở ốc cơ bản của laptop thôi. Đấy, còn chú ý đây, đầu tiên là cái bộ tua vít này rất rẻ. Đấy, cái thứ hai mình dùng đến là cái nhựa này. Cái nhựa này mình cũng mua ở Shopee rất rẻ thôi, có 25.000 một bộ. Thì cái này là mình hay dùng để mở laptop nhất, bộ nó 4-5 cái cơ. Cái này hay dùng nhất là mình bỏ ở đây. Đấy. Cái nữa là cái keo tản nhiệt. Thì cái thanh này mình cũng mua có chục nghìn thôi, hay loại bình dân, có loại rẻ hơn có 3-5 nghìn, hoặc là có loại vài chục nghìn cũng có. Thì bạn nào thích cái loại nào mua cái loại đấy. Mình thích cái loại bé này vì nó bỏ vừa cái hộp này. Đấy, chỉ một không gian bé, một cái phần nhỏ thôi, mình đã bỏ được mấy thứ rồi. Thêm cái nữa, nên mình bỏ từng cái cho bạn xem này. Cái nhựa để mở laptop để cho nó khỏi bị xước này, bộ tua vít này, đấy, keo tản nhiệt này, đây là cái bộ gắp này, gắp linh kiện này, đấy, gắp giữ linh kiện này, đấy, cái này có mấy nghìn thôi, à quên nhầm đấy, cái này cũng hình như 15-20 nghìn, nhưng mà mấy nghìn. Bộ này là để cũng để tách laptop này, nhưng mà cái này nó bằng bằng sắt, à bằng bằng kim loại, nên là nhiều cái chi tiết nó mỏng mảnh dễ bị xước, thì mình không dám tách bằng cái này mà mình chỉ tách bằng cái nhựa này. Đấy, thì những cái nào nó cứng thì mình cần dùng cái này. Thì cái này mua các bạn về chọn nhé, nó có cái loại rẻ tiền đấy, là cái đầu nó của nó rất là sắc mà lại sơ nữa, thì khi các bạn tách nó hay bị xước laptop của bạn. Mình khi bạn chọn mua, các bạn phải sờ cái đầu nó phải mịn đấy, nó vừa thon vừa mịn thì tách nó sẽ hạn chế bị xước laptop của bạn đấy. Cái này là mình mua 35.000. Đây là cái công cụ đa năng mình cũng mua rất là rẻ, có 5.000 thôi. Thì mình mua cùng hồi mình mua cùng với mấy người bạn, mình mua cả bộ, cả một tập hơn chục cái, chia mỗi người một cái thì nó giảm cái tiền phí ship đi đấy. Thì cái này nó cũng rất là nhiều chức năng luôn, cái thước này rất là chuẩn. Mình để đo một số cái linh kiện mình đặt hàng, mình đo để báo đại lý người ta biết, người ta phân biệt đấy. Và cái chỗ này để mở bia này, và cái này là để dùng để tách hộp sữa rất là tiện các bạn nhé. Hồi đi học ấy là các bạn có thể tách hộp sữa, nó có thể tách mở tung cái nắp hộp sữa cho bạn mà rất là gọn, nó không bị sơ ra. Các bạn có thể biến cái hộp sữa hoặc cái lon Coca thành cái chai nước rất là tiện. Cái cưa này là liên thiên các bạn nhé, dùng mình dùng là không được đâu. Những cái chỗ này là các bạn các cái ốc lục giác này đấy. Còn mấy tính năng nữa mình chưa thử bao giờ cả,
Thực sự mình chỉ dùng cái tính năng cơ bản nhất là để, thứ nhất là để mở hộp sữa này, mở lon tách lon bia này, đấy, với thước đo, với mở lục giác thôi. Còn những tính năng khác là mình chưa có cơ hội dùng đến. Mà con này rất là chắc các bạn nhé, đồng thép rất là dày các bạn nhìn này. Đấy, dày, mà mình dùng cũng từ năm 2015 đến giờ là 7 năm rồi, chưa bị han gì cả. Rất là tiện và rẻ nữa. Ok, mình nhớ đây. Đấy, cái bộ tổ chức của nó đây này các bạn này, rất nhiều. Trước nó có 25 cái thôi, mình vất vợ đi rồi, mình ít dùng đến thì nó cứ rơi vãi dần. Đấy, cái ngăn tiếp theo mình chia sẻ với các bạn là mình để các hạt mạng ở đây. Đấy, là mình đi làm mình vào mình bấm mạng cho khách. Tất nhiên là phải có cái kìm nữa nhé, vì nó, cho cái ngăn này nó không vừa cái kìm nên mình bỏ kìm vào cốp rồi. Đấy, ngăn này mình đựng USB này các bạn này. Mình cẩn thận, mình có 4 cái USB. Ra các bạn, USB này mình toàn USB 32 GB để mình đi cài cho khách. Thì mình thường có thói quen là sẽ có hai USB giống nhau, hai cái giống nhau để mình đặt dữ liệu giống hệt nhau luôn. Nếu không may một cái USB nó bị hỏng thì mình còn cái USB khác dự phòng. Ở đây còn nhiều hai cái USB nữa để chứa những cái đồ dùng của mình. Các bạn nào mà sinh viên mà chưa có tiền thì bạn mua một cái là cũng đủ dùng rồi. Đấy, một cái này giờ nó có 180 100.000 thôi, tùy đại lý. Đấy, ngăn nữa là mình để một cái này nữa bạn nhìn này. Đây chính là cái thiết bị để thay thế cái mic các bạn nhé. Một số cái laptop của khách hàng mình đến nhà người ta, người ta hỏng mic, mình chưa thể mua cái mic cho người thay luôn người ta được, thì mình cắm cho người ta cái này là người ta có thể dùng luôn được, rất là tiện. Mà giá nó cũng chỉ có, mình nhập về nó có 60.000 rồi bán ra cũng 80.000, nói chung là không đặt cao lợi nhuận. Cái này chỉ là tiện cho khách thôi. Đấy, cái nữa là cái USB LAN. Rất hầu hết những cái mình giới thiệu các bạn từ nãy giờ toàn cái rất quen thuộc nhé, rất quen thuộc, rất rẻ, rất dễ kiếm, nhưng nó rất là tiện trong quá trình các bạn sinh viên đi làm thêm nhé. Đây, cái này cũng USB LAN. Những cái máy tính của khách hàng người ta bị hỏng cổng mạng thì các bạn có thể cắm cho người ta cái này, người ta dùng tức thì, cổng mạng có thể thay sau để giải quyết trước mắt cho khách, thì khách có máy sử dụng đã. Đấy, ok. Đây là cái cạc wifi của laptop. Một số đấy thì mình có một số laptop nó hỏng thì mình gỡ ra được những cái cạc này, nó rất nhỏ gọn, mình bỏ ở đây, nếu ai cần mình thay luôn cho họ được. Đấy, đây là cái túi ốc. Thì những cái ốc này là những cái ốc quen thuộc nhất hay dùng trong máy tính, ốc lắp sườn cây này, ốc lắp nguồn, ốc lắp ổ cứng laptop nữa, cả một số ốc laptop quen thuộc nữa. Thì khách hàng mình đi làm rất hay thấy tình trạng là cái máy của khách nó cứ thiếu ốc, các bạn lại không hiểu sao lại thiếu ốc. Có thể là các cái người thợ trước đấy người ta quên người ta không lắp hay sao, thì mình mang dự phòng này đi thì họ thiếu mình lắp vào cho chắc chắn. Đấy, nó rất là nhỏ này thôi nhưng mà nhiều khi nó cần đến, và cái quan trọng, cái quý nhất là lúc cần là có, chứ còn cái giá trị thực tế nó không đáng bao nhiêu cả. Đấy, các bạn này, mình lại chỗ này mình bỏ thêm một thứ nữa, đấy là cái để test cổng USB các bạn nhé. Nhiều trường hợp là máy của khách hàng cổng USB mình cắm vào nó không nhận, và nó cứ chập chờn, thì mình cắm cái này mình test xem mà nó có đủ 5V không. Đấy, thì mình kiểm tra, chứ không đôi khi mình lại tưởng nhầm USB của lỗi của mình lỗi. Hoặc là nhiều cái khách hàng mà máy của họ nó nát quá, cái cổng USB nhìn nó han gì rồi. Mình không dám cắm USB của mình vì cắm vào lại sợ chết USB của mình ạ. Thì mình cắm cái này mình thử xem cổng nó còn ok không. Đấy, đấy là cái cẩn thận. Rất, cái này đo rất là tiện nhé, cái này mua trên mạng có 25 nghìn thôi này. Đấy, đấy, USB thì mình có 4 cái đây này. Đấy, đây còn một thứ nữa này, các bạn nhìn này, toàn thứ rất là quen thuộc này. Đây là pin C1 của máy bàn này. Đấy, mình luôn mang dự phòng đi. Nay có một con, bình thường mình bỏ mấy con cơ. Nhiều khi khách hàng máy nó hết pin. Đấy, thì mình lấy mình thay luôn người ta rất là tiện, chứ lại đi vòng xe về rất là lâu. Cái này nó không đáng bao tiền. Quan trọng là cái tiện nhất cho khách hàng. Đây là cái đầu đọc thẻ, cái áo thẻ nhớ. Đấy, nhiều khách hàng nhà người ta dùng camera không dây, người ta muốn cóp lại các cái video vào trong máy tính thì mình cắm vào đây mình cóp người ta, hoặc điện thoại nữa, nhiều cái điện thoại cắm vào máy tính nó cóp mà chậm thì tháo thẻ nhớ ra cắm vào đây nó sẽ nhanh hơn. Đây là con dao dọc giấy, con dao này mình mua hẳn loại tốt, loại này 45.000, mình đi mình cắt các thứ rất tiện. Cái lưỡi dao này rất là cứng, mà cái quan trọng là nó gấp lại được để mình bỏ gọn trong hộp này. Đấy, gấp cho bạn xem. Đấy, rồi đây là bộ lưỡi của nó. Đây là cái USB Bluetooth để cắm cho các máy không có Bluetooth. Đây là cái nam châm, mình tháo ổ cứng ra
bạn nào sinh viên nào cổ cứng hỏng thì bạn tháo lấy nam châm rất tiện, vì khi mình đi làm nhiều khi là cái đầu vít này nó bị mất từ, mình chạm vào đây cái là mình nó sẽ lại hồi được từ trở lại để mình dùng, chứ không tháo laptop cho khách mà nó cứ không có từ rất là khó chịu, không gắp được nó lên, đôi khi gắp giờ chừng ốc rơi vào mạch của khách nó không tốt, vì cái đôi khi những cái mạch nó rất là mảnh. Ok, vậy là mình đã giới thiệu. À còn đây nữa, đây là một cái thẻ ngân hàng bị hỏng rồi, mình dùng để tách laptop, nhiều các cái khe mình cho cái này nó tách rất là tiện. Đấy, vậy là các bạn thấy đấy, chỉ một cái hộp bé như thế này, kích thước nó chỉ có khoảng hơn 25 phân thôi, à hơn 20 phân, chiều ngang là 15 phân, mà mình được đựng được từng đây thứ, giải quyết được rất nhiều việc cho khách hàng, có thể cài win cho khách hàng này, thay cả wifi cho khách hàng này, đấy, kiểm tra cổng nguồn của cổng USB này, đấy, rồi tách laptop này, tháo lắp laptop này, tra keo tản nhiệt này, đấy, rất nhiều thứ, thậm chí có cả hạt bấm mạng này, đầu độc thẻ nhớ, rất là tiện. Mà tất cả thứ này mua đều rất rẻ các bạn nhé. Tất nhiên là các bạn thắc mắc là nếu như cộng tất cả vào thì tiền nó cũng nhiều, nhưng mà trong tất cả những thứ này thì nếu mình sinh viên mình không có nhiều tiền thì mình mua cái cần thiết thôi. Ví dụ mình mua bộ tua vít trước này, bộ tua vít thì có 45.000 thôi, tới cái USB 100.000, vậy là các bạn đã có thể dùng được khối việc rồi. Khi nào các bạn có tiền các bạn lại mua thêm, mình không phải mua liền lúc. Thì trên mạng nó rất nhiều những bộ công cụ hoàn chỉnh các bạn, mà nhìn rất là xịn sò, có những bộ công cụ nó lên đến vài triệu, nó nhiều ngăn và nhiều đồ lắm, nhưng tại sao mình không mua? Bởi vì là mình thích cái gì nó tiện, cái này mình có thể tùy biến được, mình vất hỏng mà chẳng may mình đánh mất mình có thể thay thế rất là dễ dàng. Và cái quan trọng là kích thước của nó thay đổi được bạn, cái mà hộp mấy triệu mua trên mạng kích thước của nó theo cái ý của nhà sản xuất thôi chứ không theo ý của mình muốn cái hộp cái ngăn này nhỏ đi hoặc rộng lên mình không thể tháo được, nhưng cái này rất tiện nên có thứ nhìn nó rất là lởm lởm này thôi nhưng giải quyết được việc, còn những thứ đắt tiền đôi khi lại lại gây sự khó chịu cho mình. Thế nên tùy từng sở thích của mọi người thôi, mình thì mình thích nó cứ phải gọn phải tiện đấy, đơn giản tí cũng được, không cần quá sang, chẳng cần phải sang chảnh làm gì, miễn sao giải quyết được việc, tất nhiên là nó cũng mức độ vừa phải thôi. Ok, vậy là mình đã chia sẻ cho bạn một cái bộ công cụ rất là nhiều chi tiết để cho các bạn sinh viên có thể đi làm thêm, kiếm thêm thu nhập. Và bộ công cụ này cũng áp dụng cho rất nhiều người ở nhà thích mày mò kỹ thuật thì có thể dùng nó để tự sửa chữa máy móc và các đồ dùng trong nhà của mình. Ok, các bạn thấy video của mình hay thì hãy like và đăng ký kênh cho mình nhé.